Tôi quê tôi Lộc, hiện tại tôi có mặt tại nơi khúc cua Tự Thân, một lần 16 tuổi. Và hiện tại tôi sẽ tiến vào bên trong, tiếp tục ngày mới. Ở đây là nơi khúc cua Tự Thân. Bây giờ rất là tối luôn. Đây là cái cầu bắc ngang qua. Để tiếp tục thì tôi sẽ tại là tại thời khúc cua Tự Thân, một lần 16 tuổi. Rồi thì quý vị nào đang xem thì ai không thích thì lướt qua đó. Ai không thích thì xem thì lướt qua, không có nói nhắn tin lừa đảo, lừa gì tất cả. Ở đây mỗi ngày thì tôi khám phá nơi linh thiêng. Vừa xin lộc xin tài, vừa khám phá. Ở đây không có lừa đảo ai trong tất cả mọi người xem. Ở vì ta có vị nói là nhắn tin lừa đảo gì trong đây. Quý vị xem thì thích xem, không thích thì rước qua. Còn ai cần tham khảo thì xem, còn không xem thì rước qua. Đó. Cũng không có ai ép buộc vị xem lời nói lừa đảo được kia nọ. Rồi thì để tiếp tục tôi sẽ tại này. Hiện tại thì ở đây rất là tối om và tiếp tục tại là 10:13 rực rỡ. Rồi thì tôi sẽ đặt đồ và lên hương tại đây này. Ngày hôm nay tiếp tục tại lại thì ở đây có gì rột rẹt rất ghê đó. Những người nào nói lừa đảo thì tôi sẽ chặn và không có cho thể xem nữa đó. Ai thích thì xem, còn không thích thì lướt qua đó, cũng không phải ai buộc tất cả mọi người. Còn ai thích thì xem tham khảo. Ở đây thì hôm nay có con cú nào nữa kêu rất là ghê rợn luôn. Có được lọc mà cũng chả thấy tệ lỡ ở đâu mà là nỗi lừa đảo cửa lừa đỡ nợ. Rồi thì ở đây tất cả làm video này không có ai lừa ai cả. Ai thích thì xem, còn không thích thì thôi. Ngày hôm nay thì cũng có
tây kèm tây vít gì. Để tiếp tục thì tôi sẽ trở lại tại nơi khúc cua tử thần vùng đường 16 tuổi. Rồi bữa nay quên tiền vàng bạc rồi. Đi xe xôi quá quên luôn. Rồi tôi sẽ lên hương và tiếp tục tại nơi này. Ai đang xem thì nhấp vào chữ ngón tay. Nếu có yêu quý thì nhấp vào chữ ngón tay. Ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chữ đăng ký. Chia sẻ và phút. Rồi ngày hôm nay thì tôi sẽ có một chút đồ này. Tiếp tục ngày mới khám phá tại nơi này. Và tờ là tiếp theo 13. Đó. Bữa trước 38. Rồi quý vị nào xem video cũ thì xem, còn không xem thì coi nó những video cũ. Không theo dõi video mới ta hoàn toàn là xem những video cũ không. Và ngày hôm nay tiếp tục ta lại và vâng vãi tiếp tục ngày mới này. Rồi thì ngày hôm nay tôi đến đây cũng tiếp tục tà lỡ tại nơi vong linh 16 tuổi và các vị vong linh chết oan, chết đức, chết bơm, chết đạn, chết đường, chết xe, oan dòng, tử mạng. Ở đây hiển linh và linh thiêng thì cho cái tài, cái lộc cũng như dựng đứng trứng gà này. Hiển linh là linh ứng ngay mắt thì sẽ dựng đứng trứng gà thành hiện thực. Đó, thì ngọn đèn này chứng giáng linh thiêng. Rồi đầu tiên thì sẽ dựng đứng trứng gà này. Các vị ở đây hiển linh thì cho dựng đứng trứng gà lên. Tiếp tục thì đầu tiên không không thì không không các vị ở đây có cho dựng đứng không? Trời, mới đặt thì đã dừng đứng rồi. Đó. Mới đặt thì đã dừng đứng yên tại đây này. Quậy luôn. Thì cho số sáng. Nghe mai hiển linh và linh thiên. Đó. Không không tại đây này. Thì không không. Hiển linh số sáng ngày mai, miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Mùa lọc vía số luôn. 00200. Rồi ba con thì 200. Thì quý vị ở đây đã hiển linh 00. Đó, nổi dê gà luôn. Quái 00 tại đây này. Rồi thì ngày hôm nay thì vừa mới đặt. Đặt xuống thì là không không rồi. Đó. Hai trứng hột vịt, hột gà luôn. Quải đạn.
rực rỡ, có tài lộc quy số trúng đặc biệt 00 luôn, có lộc tài lợi tại nơi này. Không không, 2 không không.